hòa thượng tịnh không mời mở quyển kinh tờ thứ chín bắt đầu từ kinh văn hàng thứ năm hà dĩ cố đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố lần trước nói đến chỗ này ý nghĩa vẫn chưa nói hết hơn nữa rất quan trọng cần phải bổ sung một chút Đây là nói rõ Công đức thịnh pháp Không thể nghĩ bàn An nan Thịnh giáo giới thế tôn Nhìn thấy Đức Thế Tôn Ngày hôm nay hiển thị tướng hảo thù thắng không gì bằng mọi người chúng ta đều biết tướng tùy tâm chuyển cái tướng này đạt đến trang nghiêm cực độ tâm nhất định cùng chuyện đến tốt đẹp không gì bằng cho nên tướng mới có thể cùng chuyển theo ở trong tất cả tướng hảo trang nghiêm không thể nào hơn tướng của phật trong tất cả ý niệm không ý niệm nào thù thắng hơn niệm phật cho nên a nan vừa đoán thì đã đoán trúng thế tôn vào lúc này quả nhiên đang niệm a di đà phật cho nên được di đà và tất cả chư Phật như Lai Gia trì Phật Cũng phải được chư Phật gia trì Cho nên tướng của Phật Đặc biệt tốt đẹp Tôn giả A Nan Ngày ngày ở ngay Bên cạnh Phật Từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Cái điểm này khải thị cho chúng ta rất lớn nếu như chúng ta hy vọng tướng thảo của chính mình thân thể tốt ngay chủ này cũng nói với chúng ta phải nên niệm phật niệm phật tất nhiên có thể mãn nguyện an nan không vì tư lợi vì lợi ích tất cả chúng sanh Thịnh giáo với Phật Cho nên Phật nói với ông Lời ông vừa hỏi Công đức rất thù thắng Người thế gian chúng ta Thịnh Pháp Cư sĩ trượng giả Đại Đức ở ngay nơi đây. Diễn giảng Phật pháp lợi ích chúng sanh. Công đức đó cũng giống như A Nan vừa hỏi. Đặc biệt là ở ngay trong thời kỳ mạt pháp. Có thể vì tất cả chúng sanh thịnh pháp cái lợi ích này thực tế mà nói là quá lớn nhất là ở thời đại hiện tại này cùng thời quá khứ không hề như nhau ngày trước khoa học kỹ thuật chưa phát triển mời pháp sư giảng kinh nói pháp chỉ có thính chúng ở hiện trường được lợi ích Thính chúng ngoài hiện trường Thì không cách gì được lợi ích Cho dù ngay trong thính chúng Có số ít người phát tâm Ghi chép lại những gì Mà Pháp Sư đã nói ra in thành sách để lưu thông ở đời số lượng cũng vẫn rất có hạn cho nên sức ảnh hưởng không thể nào mở rộng được hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ ghi âm thu hình càng ngày càng thuận tiện hiện tại chúng ta gần như mỗi một đạo tràng mỗi một trường hợp đều xem thấy có những thiết bị này máy móc càng ngày càng tiến bộ giá cả càng ngày càng rất rẻ càng ngày càng đại chúng hóa cho nên chúng ta ở một nơi giảng kinh toàn thế giới đều có cơ hội tiếp sóng nghe được hiện tại đường truyền quốc tế internet còn có hình ảnh âm thanh hình ảnh văn tự gần như đồng thời đều có thể xem thấy cho nên công đức thịnh kinh so với quá khứ thật không biết là phải mở rộng đến bao lớn ở ngay chỗ này chúng ta có thể thể hội được phật nói pháp mặt ảnh hưởng càng lớn mức độ ảnh hưởng càng sâu chúng sanh ảnh hưởng càng nhiều tất cả chúng sanh nhờ pháp môn này mà được độ công đức của a Nan sẽ càng lớn công đức của người thịnh pháp này sẽ rất lớn việc này chúng ta phải nên biết chúng ta phải nên học tập cho nên khi vừa hỏi công đức chân thật như đức thế tôn đã nói không thể nghĩ bàn chỗ này chúng ta cần phải nên học tập phía trước thế tôn tán thán đối với ông hai chữ thiện tai câu hỏi này quá hay khi vừa hỏi thật là hợp với bổn hoài của phật mời xem đoạn kinh doanh phía sau an an như lai dĩ vô tận đại bi căng ái tam giới Sợ dị xuất thân ư thế Quan xiển đạo giáo Dục chững quần minh Huệ dị chân thật chi lợi Chúng ta xem trước hai đoạn nhỏ này Thế Tôn gọi tên của Anang Đó là Nhắc nhở ông phải chú ý thực tế ra là nhắc nhở mọi người chúng ta phải chú ý phía sau có lời rất quan trọng cần nói trước tiên nói ra như lai ứng hóa ở thế gian này mục đích là gì nói như lai không nói thế tôn cái ý nghĩa này rất rộng mười phương thế giới có rất nhiều chư phật như lai có rất nhiều pháp thân đại sĩ mỗi giờ mỗi phút ứng hóa ở thế gian này đúng như trong phẩm phổ môn đã nói đáng dùng thân gì để độ phật bồ tát liền hiện ra thân đó để độ chúng sanh có thể nghe được những pháp môn nào phật liền vì mọi người nói ra những pháp môn đó ứng cơ nói pháp tại vì sao phật phải đến thì hiện tại vì sao phải đến nói pháp cái đạo lý này ở ngay chỗ này viên mãn tròn đầy vì chúng ta nói ra như lai dùng vô tận đại bi thương xót ba cõi đó là tám cái chữ này tám chữ này nói rõ phật bồ tát tại vì sao ứng hóa ở thế gian này phàm phu đến thế gian này vậy thì không cách nào quả báo của nghiệp chiêu cảm nghiệp đời quá khứ đã tạo cảm được quả báo không thể không đến đến thế gian này là chịu quả báo mà đến Đó là Phạm Phu Chư Phật Bồ Tát Thanh Văn Chuyên Giác Các Ngài đã thoát khỏi Sáu cõi Luân Hồi Có thể không cần trở lại Tại vì sao vẫn còn đến Các Ngài đến thế gian này Không phải chịu quả báo Sau khi thoát khỏi sáu cõi không còn tạo ra nghiệp luân hồi nữa Tại vì sao các ngài phải đến Đến là gì nguyện lực mà đến Nhà Phật thường nói Thừa nguyện mà đến Thừa nguyện tái lai Nguyện gì vậy Họ học Phật đã từng phát ra nguyện Chúng sanh vô biên thề nguyện độ Họ đã phát ra cái nguyện này Nguyện đã phát ra rồi Bạn hôm nay có trí tuệ Có năng lực Nếu bạn không quan tâm đến chúng sanh Vậy thì chỉ đói xuôi Vậy thì bạn chỉ nói mà không làm Thì làm sao được Thế gian Một người thiện quân tử Đều giữ chữ tính Lời nói có chữ tính Thánh nhân suốt thế gian Làm gì còn có thể Giọng ngữ chứ Quyết định không có giọng ngữ Quyết định giữ chữ tính vĩnh viễn giữ chữ tính chính là cái nguyện lực này cái quyền lực này chính là vô tận đại bi tâm bi mẫn chúng sanh không có cùng tận căn ái căn là thương tiếc ái là ai mẫn chính là thương xót chúng sanh ba cõi ba cõi là nói dục giới sắc giới vô sắc giới cũng chính là sáu đường nói ba cõi sáu đường là một ý nghĩa trong ba cõi sáu đường những chúng sanh trong đây rất khổ không có cơ hội thoát khỏi thoát khỏi ba cõi thoát khỏi sáu nẻo luân hồi không có cơ hội cái cơ hội này nhất định phải nhờ phật xúc tiến cho họ vậy thì phật vào lúc nào vì những chúng sanh này mà xúc tiến vậy thì phải chờ thời tiết nhân duyên việc đúng như phật pháp thường nói phật không độ người vô du duyên cho nên phật phải đợi thời tiết nhân duyên cái gì gọi là thời tiết nhân duyên chính là trên kinh di đà đã nói thiện căn phước đức nhân duyên cần phải đầy đủ điều kiện này phật mới xuất thế ở trong đây Thiên chốt nhất Chính là thiện can phước đức Nếu như chúng sanh thiện can phước đức Chính mùi Phật đến xúc tiến nhân duyên Cho nên có thể thấy được Ba điều kiện này Chính bản thân chúng ta Phải có đủ hai điều Phật đến giúp chúng ta một điều ba điều kiện này đều đầy đủ rồi ngay đời này quyết định thoát khỏi thoát khỏi chính là ra khỏi sáu cõi luân hồi bạn chứng được quả gì như thế nào hoặc là chứng a la hán bích chi phật bồ tát thành Phật sau khi thoát khỏi quả dị cao thấp không như nhau sự việc này cũng giống như trên kinh Địa Tạng đã nói với chúng ta chúng sanh diêm phù đề tu phước quả báo mà họ chiêu cảm không như nhau trong đây lại có nguyên nhân như thế nào vậy đại sư thiền đạo nói với chúng ta rất hay chỉ ở gặp duyên khác nhau tóm lại mà nói quả báo này của bạn có khác biệt đều ở gặp duyên không đồng duyên cũng không phải là ngẫu nhiên duyên kết đa sanh chính mình nhất định phải kết thiện duyên với mọi người Nhà Phật nói rất hay Phật không độ người vô duyên Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật Còn ở đời Đã làm chứng minh cho chúng ta Không có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật Phật đi tìm họ Họ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật lắc đầu liền bỏ đi không thèm để ý đến ngài vì không có duyên phật có thần thông lại biến một cái thân khác phật đi về bên kia từ bên kia chặn đường anh ta đã nhìn thấy liền xoay mình chạy đi mất phật liền hiện rất nhiều thân di quanh hết anh ta lại anh ta làm thế nào vậy? Khóc hòa lên nằm trên đất mà khóc Vẫn là không thèm ngó đến Nói rõ Không có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật Phật không thể độ được anh ấy Anh ấy không tin Không thể tiếp nhận Cho nên chúng ta Phải hiểu rõ cái đạo lý này Ngày nay chúng ta có thể có được cái duyên ở ngay trong pháp hội này mọi người cùng nhau học tập kinh chu lượng thọ nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã chín mùi làm gì có chuyện ngẫu nhiên thế gian không có chuyện ngẫu nhiên đích thực có câu là một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định không có chuyện ngẫu nhiên cho nên chư phật như lai cũng phải xem khu vực này có duyên với mình hay không có duyên với vị phật nào thì vị phật đó liền đến thì hiện giáo hóa không có duyên những vị phật bồ tát này có thể cùng với vị Phật Đà Thị hiện Kết duyên với đại chúng Giúp đỡ Phật giáo hóa chúng sanh Đó chính là kết duyên với đại chúng Có duyên thì họ dẫn đầu Không có duyên thì chúng tôi cùng theo phía sau Thấy đều là kết thiện duyên Chỗ này chúng ta phải nên học tập Thiện căn phước đức của chúng sanh Đến lúc nào chín mùi Chỉ cần có một ý niệm Cầu giải thoát Thông thường chúng ta gọi là Ghét bỏ thế gian không còn có tâm ưa thích thế gian này nữa chỉ cần có ý niệm này sanh khởi phật bồ tát có duyên với bạn sẽ liền đến họ sẽ đến giúp cho bạn đây là nguyên do chư phật bồ tát ứng hiện ở thế gian này họ vì cái gì vậy vô tận đại bi thương xót ba cõi vì việc này cho nên xuất hiện ở đời đến thế gian này hiện thân nói pháp hiện thân không phải hiện một loại thân vô lượng vô biên thân phật bồ tát có cái năng lực này giúp cho chúng ta giác ngộ họ có thể đồng thời đồng nơi hoặc là đồng thời khác nơi hoặc là đồng nơi khác thời thì hiện của họ rất tự tại không hề có chút chướng ngại chỗ này trên kinh hoa nghiêm nói sự sự vô ngại phật thì hiện thân tướng tự tại phật nói pháp tự tại cho nên ở trong xã hội dùng rất nhiều thân phận khác nhau các loại hình tướng khác nhau làm cho sáu căn chúng ta tiếp xúc giác ngộ sau khi tiếp xúc có sự cảm động có sự lĩnh ngộ đều là như lai và bồ tát thì hiện thì hiện ở thế gian làm những việc gì ba câu phía sau này đều là nói chung họ đến thế gian này là để làm việc gì Họ đến đây là quan xiển đạo giáo Dục chững quần minh Huệ dĩ chân thật chi lợi Ba câu này Có thể nói ra hết sự nghiệp Cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật quan là quan đại xiển là xiển dương ý nghĩa trong chữ đạo rất nhiều trong phật pháp nói có thể phân làm năm loại lớn phật đạo bồ tát đạo thanh văn đạo duyên giác đạo thiên đạo nhân đạo đi là chánh thuyết Nếu như nói một cách chung chung Có thể nói là Tất cả pháp môn quần minh Là chúng sanh trong sáu cõi Đặc biệt là ở trong ba đường Chúng sanh ở trong ba đường quá khổ Tại vì sao? Trải qua đời sống khổ cực như vậy Do gì mê mất đi chân tướng của vũ trụ nhân sanh khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm đều trái ngược với chân tướng sự thật đó chính là tạo nghiệp mà nhà phật thường nói đó là không tương ưng với chân tướng sự thật nghiệp mà họ tạo tác nhất định sẽ biến hiện ra quả báo hiện tượng của sáu cõi là do nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực có thiện ác. Thiện nghiệp biến hiện ra ba đường thiện. Ác nghiệp biến hiện ra ba đường ác. tiêu chuẩn của thiện ác tóm lại mà nói chính là tự lợi và lợi tha nếu như ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta tạo tác ra chỉ vì tự lợi không màng đến lợi tha thậm chí đến tổn hại người khác chỉ cầu tự lợi đó là ác nghiệp nếu như có thể tự lợi đồng thời cũng có thể quan tâm đến lợi tha đó là tiểu thiện nếu có thể xả mình vì người chỉ cần xã hội đại chúng Có được lợi ích Hy sinh chính mình Cũng cam tâm tình nguyện Đó là đại thiện Thiện nghiệp cảm phước báo trời người Ác nghiệp cảm địa ngục Xuất sanh ngạ quỷ Sáu cõi là do vậy mà có những thứ đích thực là có không phải không có có người hỏi địa ngục ở đâu vậy thiên đường ở nơi đâu vậy người hiện tại nói khoa học không đem ra được chứng cứ họ sẽ không tin tưởng nếu chúng ta hỏi bạn có cha mẹ bạn có tin tưởng không tin tưởng bạn thấy qua bạn có tổ phụ bạn có tin tưởng hay không cũng tin tưởng có lẽ thấy qua hoặc là cha mẹ bạn thấy qua ông cố ông sơ của bạn bạn có tin tưởng không bạn có tin tưởng bạn còn có lão tổ tông mấy mươi đời mấy trăm đời trước hay không không hề thấy qua không thấy qua thì không tin tưởng. Vào thế kỷ trước, có người ban đầu đưa ra cái địa cầu này. Đất là động, đất là tròn. Không có người tin tưởng. Còn đem những người nói lời nói này đi treo cổ sự tử hình nói là họ nói năng sàn bậy hiện tại hoàn toàn chứng minh rồi người đó bị chết thật oan uổng địa ngục đích thực có người thấy qua cũng có người đã đi qua họ đi qua nói với bạn bạn vẫn là không tin tưởng bạn vẫn cho rằng là họ đang gạt bạn bạn nhất định phải chính mình đích thân thấy được mới tin tưởng chính bạn không đích thân thấy được thì bạn không tin tưởng con người này thì khó độ nếu như có một chút thưởng thức khoa học có một chút đầu óc khoa học họ có tư duy hợp lý từ trên lý luận để xây dựng tính tâm như gần đây khoa học gia nói rằng tầng không gian khác nhau khoa học gia gọi là ba độ không gian bốn độ không gian năm độ không gian duy thứ không gian càng cao cảnh giới càng không thể nghĩ bàn thực tế ra mà nói không gian địa ngục ngạ quỷ chư thiên không cùng ở trên không gian duy thứ với chúng ta quyết định không phải là ở trên không gian ba độ cho nên chúng ta không thể nhìn thấy hiện nay những năm gần đây có không ít truyền thuyết có người ngoài thái không đến người ngoài hành tinh đến địa cầu của chúng ta những người này được xem là người cõi trời không không thể họ vẫn là cõi người vì sao vậy những người ngoài hành tinh này đến địa cầu của chúng ta họ vẫn còn phải nhờ vào công cụ phi hành của họ nếu như là thiên nhân thì không cần quỷ thần cũng không cần không hề nghe nói khi thiên nhân đến nơi đây là nhờ vào phi cơ nhờ vào phi thuyền không hề nghe nói qua quỷ thần đến nơi đây cũng không nghe nói qua Cho nên phàm Hãy chế tạo những máy móc công cụ phi hành Không luận tốc độ của nó nhanh bao nhiêu Họ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng Bay đến cái địa cầu này Họ vẫn là con người Vẫn là thuộc về cõi người Đã là cõi người Khoa học phát triển đến như vậy Họ không biết Phật pháp. Họ không biết được niệm Phật. Những người đó vẫn là có sanh lão bệnh tử, vẫn là không thể giải quyết được vấn đề. Chư Phật Bồ Tát, những bậc thánh hiền nhân này, họ có năng lực siêu việt không gian duy thứ họ có thể tự do tự tại bước vào bốn độ không gian năm độ không gian thậm chí đến không gian vô hạn độ họ tự tại bước vào họ liền có thể rộng độ chúng sanh theo cách nói này Khoa học nghe được Tuy là không thể hoàn toàn tin tưởng Trên lý luận mà nói là có thể Thế nhưng ngày nay Khoa học Tuy là đang tiến bộ Tuy là không ngừng đang phát triển Mong cầu tìm được một phương pháp có thể đột phá hiện tại vẫn chưa tìm ra nếu như tìm được vậy thì tốt quá vậy là có thể chứng minh chí ít có thể chứng minh được sáu cõi luân hồi sẽ rõ ràng phật pháp dùng phương pháp gì để đột phá sự việc này chỉ có phật biết không gian duy thứ làm thế nào để hình thành có phải là vốn dĩ đã có phật nói với chúng ta vốn dĩ không có nguyên bổn phật nói pháp giới chỉ là nhất chân làm gì có nhiều thời không cách biệt lớn đến như vậy Không hề có Thế nhưng ngày nay Nó là sự thật đang tồn tại Sự thật này đang tồn tại Phật nói với chúng ta Là do vọng tưởng Phân biệt chấp trước Của những chúng sanh này Chúng ta biến hiện ra vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh là vô lượng vô biên cho nên không gian duy thứ sẽ có vô lượng vô biên ở trên kinh phật nói với chúng ta mười pháp giới đó chính là mười không gian duy thứ khác nhau giống như chúng ta xem kinh đài của truyền hình vậy Mười cái kinh đài khác nhau Kỳ thực Kinh đài là vô lượng vô biên Mười Là đại biểu cho vô tận Không phải là số tự thật Đại biểu vô lượng vô biên Mười cái trong đó lại có mười cái Lại biến thành một trăm cái Trong một trăm cái Mỗi cái lại có mười cái Mười mười vô tận Là lấy cái ý này Để biểu vô tận Đó mới là chân tướng sự thật Làm thế nào đột phá Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta Buông bỏ Thì đột phá Thế là Chính Pháp giới tất cả hàm linh. Bà thấy đều thấy hết. Tận hư không khắp pháp giới, bà cũng thấy đều tiếp xúc được. Sinh mạng của mỗi một chúng sanh đều là vĩnh hằng. Sinh mạng không phải là mấy mươi năm Có đời quá khứ Vẫn có đời dị lai Quá khứ vô cùng dị lai vô tận Trong vô thị vô chung Chúng ta quan hệ với tất cả chúng sanh Thật là quá mật thiết Bạn nói chúng ta với tất cả mọi người với tất cả chúng sanh không có quan hệ vậy thì nó không thông trong quan hệ có sâu cạn dày mỏng khác nhau quyết định có quan hệ cũng chính là nói rõ quyết định có duyên phận duyên có dày mỏng khác nhau duyên chín mùi rồi Họ xem thấy bạn sanh tâm hoan hỷ. Họ tin tưởng bạn đã nói. Lý giải bạn đã nói. Cũng chịu y theo phương pháp bạn dạy cho họ mà học tập. Đây gọi là duyên chính mùi. Duyên chính mùi. Duyên chính mùi. Phật Bồ Tát nhất định đến giúp đỡ họ, nên gọi là Phật Thị Môn Trung Bất Xả Nhất Nhân. Bà mới biết được Phật Bồ Tát Từ Bi đến Tột Đỉnh. Cha mẹ đối với con cái có lúc còn chăm sóc không chu đáo, Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh đều là chăm sóc chu đáo. họ đến vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp giúp cho chúng sanh giải thoát thỏa nguyện vọng của bạn huệ dĩ chân thật chi lợi chân thật chi lợi câu nói này cũng là sâu rộng vô hạn trong kinh văn có hai chữ chân thật hai chữ này biểu thị nhất định tương ưng với chân như thật tánh cái lợi ích này mới là chân thật nếu như không thể tương ưng với chân như tự tánh cái lợi ích này không phải chân thật không phải chân thật hãy nói cách khác thì cũng không viên mãn thí dụ bạn chịu khổ ở đường ác phật bồ tát giúp bạn thoát khỏi đường ác sanh đến nhân thiên vì có lợi ích rồi cái lợi ích này không chân thật tại vì sao vậy con người chết rồi vẫn phải luân hồi vẫn phải đọa lạc cái lợi ích này không phải là chân thật nhân gian gặp được phật pháp gặp được đại thừa bạn có thể y giáo phụng hành thoát khỏi ba cõi sáu đường chứng quả a la hán chứng quả bích chi phật chứng quả bồ tát có phải là chân thật hay không vẫn không phải là chân thật đó là lợi ích lợi ích rất lớn không thể xem là lợi ích chân thật lợi ích chân thật phải tương ưng với tự tánh hay nói cách khác nhất định phải giúp đỡ bạn minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật cái lợi ích này mới xem là chân thật cho nên trong câu nói này lại thêm vào hai chữ chân thật quyết định là đại thừa quyết định giúp đỡ bạn đoạn kiến tư phiền não đoạn trần sa phiền não lại phá vô minh phiền não cái lợi ích này là lợi ích chân thật người trung quốc may mắn hai ngàn năm trước Phật Pháp từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc Trung Quốc tiếp nhận được là Phật Pháp Đại Thừa Hay nói cách khác là lợi ích chân thật Trung Quốc không tiếp nhận Tiểu Thừa Lợi ích chân thật của Phật Pháp Đại Thừa Trình độ chân thật cũng không như nhau Việc này chúng ta cần phải nên biết Bồ Tát Có 41 giai đoạn Phía trước thập tính không nói Vì sao vậy? Thập tính không phải chân thật Chưa phá vô minh Khi thập tính gì Duyên giáo thập tính gì Có thể nói là đại lợi ích nhưng không phải là lợi ích chân thật Từ sơ trụ trở lên Mới là lợi ích chân thật Từ sơ trụ đến đẳng giác 41 ngôi thứ Chân thật của lớn nhỏ Không như nhau Chân thật cứu cánh viên mãn là duyên giáo Phật quả, Phật quả. Đó mới gọi là chân thật cứu cánh viên mãn. Cho nên ngay chỗ này có bốn chữ chân thật chi lợi, bốn cái chữ này. Nghĩa rộng mà nói là phá một phẩm vô minh. Chứng một phần pháp thân tư nghĩa hẹp bà nói chính là duyên giáo phật quả đây mới là lợi ích chân thật thích ca mâu ni phật có cho chúng ta hay không cho chúng ta chúng ta có tiếp nhận hay không có y giáo phụ hành hay không vì đây là việc của chính mình thích ca đi vật đem lợi ích chân thật cứu cánh viên mãn dân hai tay tặng cho chúng ta nếu bạn muốn hỏi tôi chưa tiếp nhận được đưa cho tôi hồi lúc nào mà tôi không biết đưa cho bạn rồi mà bạn còn không biết bạn làm sao có được thọ dụng lợi ích chân thật này là gì chính là một bộ kinh vô lượng thọ một bộ kinh vô lượng thọ này là dạy bạn ngay trong một đời này thành phật quả cứu cánh viên mãn không giống như pháp đại thừa pháp đại thừa không làm được Ngày nay bổn kinh này của chúng ta Theo tôi tính một cách quyết đoán Số lượng hiện tại lưu thông Tính một cách quyết đoán Cũng vượt qua con số 10 triệu quyển Đây là tính chung một cách quyết đoán Bạn có được bổn kinh này rồi Chính là Thế Tôn đem lợi ích chân thật này tặng cho bạn cúng dường bạn phía trước nói qua với các vị bạn đem kinh này từ đầu đến cuối đọc qua một lần chính là mười phương tất cả chư phật như lai quán đỉnh cho bạn một lần Mỗi ngày đọc qua một biến Mỗi ngày nhận chư Phật quán đỉnh một lần Bạn nói xem bạn có bao nhiêu phước báo Tôi nói như vậy Bạn nghe rồi cũng có không tin tưởng Phật quán định cho tôi Tôi không hề có cảm giác không sai bạn không có cảm giác được phật quán định cho bạn bạn không có tiếp nhận phải làm thế nào mới có thể tiếp nhận bạn phải có tính tâm bạn phải có nguyện tâm bạn phải có thể lý giải tính giải hành chứng cái chứng này chính là tiếp nhận chính là cảm nhận được cảm nhận được từ bi của chư phật bồ tát cảm nhận được sự thương yêu của chư phật bồ tát đối với chính mình gia trì đối với chính mình Bạn liền có thể thể hội lợi ích chân thật Cho nên chỗ này lợi ích chân thật Chúng ta đem nó tổng quy kết lại Chính là bổn Kinh Di Đà đã nói Đại nguyện độ sanh Đại sư Thiền Đạo nói rất hay Chư Phật sợ dĩ hưng xuất thế duy thuyết di đà bổn nguyện hải đó chính là huệ dĩ chân thật chi lợi đây mới là như lai ở trên quả địa thực hiện đại nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ của Ngài Ngài không nói suông câu nói này Vòng tay cư sĩ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ A cầu gmail.com người đọc Phật tử thiện Quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết bộ báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật